Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV MC Annie, chương 236, đệ nhất cao thủ. Đúng, đúng vậy, hắn không có rời xuống. Những người còn lại cũng bừng tỉnh, giống như xích viêm trả mà là tỉ ni áo thì chuyện lúc nãy, Linh Tôn Sư cũng chỉ có thể dừng lại trong không trung một khoảng thời gian. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Còn bây giờ Lôi Nặc sau khi giết chết là tỉ ni áo, vẫn lơ lửng trước mặt mọi người, mãi mà chưa thấy rơi xuống. Cái này chỉ có trong nhất dài Hoàng Linh Sư mới có thể làm được. Ôi trời ơi, hắn là Hoàng Linh Sư. Từ lúc nào gia tộc chúng ta có thể một Hoàng Linh Sư? Chẳng trách Lôi áo tộc trưởng cho hắn ra tay. Các hộ vệ và thành vệ quân của Thác Đức gia tộc trong lòng chấn động, bây giờ mới hiểu ra vấn đề. Hay, chẳng trách, cũng chỉ có Hoàng Linh Sư mới có thể giết chết trùng cấp tổ linh sư La Tỷ Ni Áo trong nháy mắt như thế, nếu không đi lồi áo gia tộc cũng không biết làm thế nào. Ây, Lôi Nặc này! Á Bá hai mắt trợn tròn, trong lòng không khỏi nổi lên một tia sợ hãi, cứ nghĩ đến những gì mình đã làm với Lôi Nặc trước đây, trong lòng không khỏi rùng mình. Bây giờ, đến lượt ngươi. Lôi Nặc giết xong La Tỷ Ni Áo, ánh mắt lạnh lùng lập tức rơi trên người ba từ Tháp Đức, mắt lộ ra một luồng sát ý. Không, Hoàng Linh Sư, không thể. Ba từ Tháp Đức mặt lộ biểu tình khó tin, trong lòng sợ hãi vô cùng. Ở Tư Đặc Ân Đại Lục, đến nhất giai tam linh sư được gọi là đề giai cấp nghiệp giả. Tứ đến lục giai linh sư được gọi là trung giai chức nghiệp giả, thất giai trở lên chính là cao giai chức nghiệp giả chân chính. Lục giai và thất giai mặc dù chỉ cách nhau một giai, nhưng thực lực hai bên cách biệt một trời một vực. Linh sư một khi đạt tới thất giai là có thể phi hành trong không trung, chỉ cần có khả năng này, đợi đến lúc đối diện với đề giai chức nghiệp giả, có thể đứng ở thế bất bại. Sở dĩ thất giai Hoàng Linh Sư có thể phi hành trong không trung là vì linh lực bản thân có thể cùng linh lực trong không khí hòa hợp kết hợp với nhau, liên tục cung cấp trợ lực. Lục giai và lục giai linh sư trở xuống lúc chiến đấu dựa vào linh thức tồn trữ trong cơ thể để chiến đấu. Linh lực trong cơ thể một khi tiêu hao hết cơ bản sẽ mất đi chiến lực. Còn thất giai Hoàng Linh Sư chỉ có thể kết nối với linh lực thiên địa. Lúc cần linh lực có thể liên tục chất lọc trong không khí, không cần phải lo lắng linh lực sẽ tiêu hao hết. Nói tóm lại, đừng nhìn Tôn Linh Sư và Hoàng Linh Sư chỉ cách nhau một cấp. Nếu phải động thủ, với sự phát triển của Linh Sư thời đại này, Ba Tư Tháp Đức tuyệt đối không có khả năng thắng. Đi! Trong lòng Ba Tư Tháp Đức chỉ kịp hiện lên một suy nghĩ, quay đầu bỏ chạy, đâu dám đi chọc giận Lôi Nặc nữa. Từ lúc Lôi Nặc không chút do dự giết La Tình Nỉ, Ni Áo và ánh mắt Lôi Nặc nhìn mình, Ba Tư Tháp Đức tin rằng người trung niên này tuyệt đối không vì thân phận của mình mà hạ thủ lưu tình. Muốn chạy à? Hai mắt Lôi Áo hơi nheo, kim lệ linh lực trong cơ thể chấn động, phút chốc hóa thành một tia chớp kim sắc bắn nhanh về phía Ba Tư Tháp Đức. Luận tốc độ, Ba Tư Tháp Đức mới là lục giai cao cấp tôn linh sư, sao có thể so với Lôi Nặc phi hành trong không trung? Hắn đến rồi. Ba Tư Tháp Đức sắc mặt vụt biến, một đường kiếm hồng kim sắc lấp lánh trực tiếp bắn qua, mắt thấy không thể chạy thoát. Ba Tư Tháp Đức cắn răng một cái. Bùm bùm bùm. Một chuỗi kim hoàn nổi lên trên đỉnh đầu Ba Tư Tháp Đức. Linh lực thổ hoàng sắc bành trướng nhanh chóng ngưng tụ lại phía trước thân thể của Ba Tư Tháp Đức, hình thành hàng chục thạch màu như thương lâm bắn về Lôi Nặc trong không trung. Đồng thời một tầng khải giáp thổ huyết nguyên tố đầy mật nặng nề hiện lên trên người của Ba Tư Tháp Đức. Lôi Nặc hừ lạnh, trực tiếp xông vào trong thương lâm, trong quang mang kim sắc che kín bề mặt cơ thể trực tiếp bắn ra hơn 10 đường kiếm ba kim sắc nhỏ, dễ dàng đánh vỡ mạch thâu do thổ nguyên tố ngưng tụ, nhưng vì kim sắc kiếm ba quá nhỏ, sau khi tiêu diệt thạch mâu cũng lập tức biến mất. Chết! Một trường cự kiếm hư ảnh kim sắc cự đại xuất hiện trên đỉnh đầu của Lôi Nặc, trong tiếng bạo hộ, nhắm trần vào Ba Tư Tháp Đức ầm ầm chém xuống, năng lượng cường đại bắn tung tóe đến không khí xung quanh cũng không khỏi chấn động. Tộc trưởng! Cẩn thận! Thành viên của Lạp Đế Càn gia tộc mặt đột nhiên biến sắc vô cùng lo lắng. Nhưng những thành viên đó thực lực đều quá yếu, đến là tỷ ni áo cũng không có bằng. Càng đừng nói đến khiêu chiến Lôi Nặc, xông lên chắc chắn sẽ chết.
Mở cho ta. Bà Tử Tháp Đức giống lên giận dữ, hai tay giơ cao, từng đường quang mang hoàng thổ quanh quẩn giữa hai tay hắn, nhanh chóng hình thành một đường thổ nguyên tố hộ thuẫn, không ngừng ngưng tụ dày thêm. Kim sắc cự kiếm hư ảnh nặng nề chém lên thổ nguyên tố hộ thuẫn, trong tiếng rắc, thổ nguyên tố hộ thuẫn nhanh chóng nứt ra, theo hình mai rùa, hóa thành linh lực nguyên tố tiêu tán trong không khí. Kim sắc cự kiếm hư ảnh chém hụt tạo thành trùng kích, sau khi phá vỡ thổ nguyên tố hộ thuẫn trực tiếp hóa thành một đường gợn sóng vô hình, chui vào trong thân thể của Ba Tư Tháp Đức. Thụp! Thân thể Ba Tư Tháp Đức chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, thổ nguyên tố khải giáp bao trùm trên người xuất hiện vết nứt như mạng nhện, hai chân nhún vào trên đường đi đến ngang gối, đem nham thạch dưới chân nhấn thành bột mịn. Không ngờ ngươi có thể đỡ được một đòn của ta. Nhưng đòn tiếp theo, ngươi sẽ không được may mắn như thế đâu. Lôi Nặc nhướng mày, lạnh lùng nhìn Ba Tư Tháp Đức bên dưới, lạnh nhạt nói. Ba Tư Tháp Đức tu luyện hộ thổ hệ linh lực mạnh nhất chính là phòng ngự. Mặc dù kim hệ từ trước đến nay luôn được coi là công kích chí cường, nhưng Lôi Nặc mới tấn cấp Hoàng Linh Sư chưa được bao lâu, trong tay cũng không có vũ khí, cho nên mới có thể khiêu chiến để mà giết chết Ba Tư Tháp Đức. Bùng! Lôi Nặc cũng không phí lời, đường kim sức cự kiếm hư ảnh thứ hai ngưng kết trên đỉnh đầu, một lần nữa ầm ầm chém xuống. Không thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng nếu không miễn cưỡng ngăn cản thì không biết làm gì khác. Hắn quá nhanh, ta không kịp né. Ba Tư Tháp Đức trong lòng phát khổ, cảm thấy biệt khuất vô cùng, nhưng hắn không có cách nào khác. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể một lần giơ hai tay ngừng tụ thổ huyết nguyên tố linh lực, nhưng hai cánh tay của hắn đã mềm nhũn. Lúc này vì cố gắng chống đỡ nên đã bị thương. Thụp! Sắc mặt Ba Tư Tháp Đức đột nhiên phiến ngượng hồng, một lần nữa thổ ra một ngụm máu tươi. Hai cánh tay dưới một đòn này gãy làm đôi, xương cốt toàn thân truyền đến thanh âm cọt kẹt. Trong lúc thân thể chấn động, lục phủ ngũ tạng cũng bị phá vỡ. Trùng kích cự đại khiến thân thể Ba Tư Tháp Đức lún vào trong đất. Nhưng hắn vẫn chưa chết, ngoan cố đỡ công kích thứ hai của Lôi Nặc. Ba Tư Tháp Đức này cũng cứng rắn thật. Lôi Nặc có chút bất mãn nhíu mày. Nhưng hôm nay, hắn phải chết. Hết chương 236, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 237. Thương tích tỉnh táo. Không chỉ vì Ba Tư Tháp Đức là người của Lạp Đế Căn gia tộc, luôn đối nghịch với gia tộc mình, quan trọng hơn là Kiệt Sâm giết chết Khắc Nhĩ Phỉ Đức, chỉ có giết chết luôn Ba Tư Tháp Đức trong lòng Lôi Nặc mới yên tâm. Đây cũng là nguyên nhân Lôi Nặc ngăn Lôi Áo lại, tự mình tiến lên động thủ. Chết đi! Trong tiếng giận dữ, Lôi Nặc một lần nữa ngừng tụ kim sắc cự kiếm, không hề do dự chém xuống. Đúng lúc này, đột nhiên, dừng tay! Một tiếng nổ vô cùng lớn từ xa âm ầm truyền đến, một đường hỏa hồng thân ảnh như lưu tinh xẹt qua bầu trời, bắn thẳng đến. Nhưng Lôi Nặc không dừng lại, cự kiếm do kim hệ linh lực ngưng tụ mà thành nặng nề chém xuống đỉnh đầu Ba Tư Tháp Đức đã mất đi cánh tay, trực tiếp băm Ba Tư Tháp Đức thành thịt vụn. Năng lượng trùng kích cự đại truyền ra, thanh thạch lát trên đường nhất thời xuất hiện một lỗ lớn đường kính khoảng vài trượng, sâu chừng vài mét. Tộc trưởng! Tất cả thành viên của Lạp Đế Căn gia tộc mặt lộ hãi, sợ hãi, thần sắc bi thương gào rú. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Hỏa hồng sắc nhân ảnh lúc này đáp xuống bên cạnh cây hố lớn, nhìn Ba Tư Tháp Đức sớm đã không phân rõ định dạng nằm giữa hố, ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao rơi xuống trên mặt Lôi Nặc. Người đến chính là Áo Lan Đà Vương quốc đệ nhất cao thủ, thất giai đế cấp Hoàng Linh Sư, Đế Lâm. Lúc này Đế Lâm theo lệnh của Lai Sâm Đặc dẫn lính hai thủ hạc chạy từ trong hoàng cung vội vàng đến đây. Khi đi được nửa đường đã cảm nhận được một đợt sóng năng lượng cường đại truyền đến từ cửa phủ đệ Lạp Đế Căn gia tộc, lo lắng có chuyện Đế Lâm bỏ lại hai thủ hạ một mình bay đến trước. Gần đến nơi, Đế Lâm nhìn thấy Lôi Nặc chuẩn bị giết chết Ba Tư Tháp Đức, lập tức lên tiếng ngăn cản. Không ngờ đối phương căn bản không thèm để ý đến mình,
không chút do dự một kiếm chém chết ba Tử Tháp Đức ngay tại chỗ. Đế Lâm! Nhìn thấy người đến, Lôi Áo không khỏi nhíu mày. Đế Lâm đại nhân! Các thành viên Lạp Đế Căn gia tộc giống như tìm thấy chỗ dựa, bị thương khóc lóc. Đế Lâm đại nhân, người phải thay tộc trưởng chúng tôi làm chủ. Chính hắn là hung thủ giết chết tộc trưởng chúng tôi. Đế Lâm đại nhân, người nhất định phải bắt hung thủ này, giao cho bệ hạ xử lý. Bảo ta dừng tay à? Trong không trung Lôi Nặc hừ lạnh một tiếng. Ta muốn giết người, ai cũng không cản được. Nói đoạn, Lôi Nặc lăng lơ lửng giữa không trung chẳng buồn liếc nhìn Đế Lâm lên một cái, quay người đáp xuống bên cạnh Lôi Áo. Giết chết hai người mạnh nhất của Lạp Đế Càn gia tộc, số còn lại thì chỉ là Tiểu Lâu La, Lôi Nặc không có hứng thú. Về phần Hoàng Linh Sư mới đến, Lôi Nặc cũng nhận ra đối phương chính là Áo Lan Đa Vương quốc đệ nhất cao thủ Đế Lâm. Nhưng đệ nhất cao thủ thì đã làm sao? Chỉ cần đám quân chuyện mình, Lôi Nặc cũng không ngại đối phương đọ sức, kẻo hắn khỏi vương quốc đệ nhất cao thủ trước mặt toàn thể mọi người. Lôi Nặc và Đế Lâm hai người đứng từ xa nhìn nhau, dường cùng bạt kiếm. Nhất thời, không khí trên cả con phố căng thẳng đến nỗi khiến người ta không sao có thể thở nổi. Tốt, rất tốt. Đế Lâm lạnh lùng nói, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo. Vậy, hãy tiếp của ta một chiêu. Siêu một tiếng, cả người Đế Lâm hóa thành một đường hỏa hồng sắc tàn ảnh, trong nháy mắt đến trước mặt Lôi Nặc, nhắm chuẩn Lôi Nặc trực tiếp đánh một quyền. Bùng! Một quyền đánh ra, Lôi Nặc cảm thấy thiên địa tối sầm. Đế Lâm, người... Lôi Áo đứng bên cạnh Lôi Nặc sợ đến thất sắc, nguyên tố trùng kích mãnh liệt khiến hắn mới nói được ba chữ đã không tự chủ được lùi về phía sau. Một quyền mà Đế Lâm đánh ra cực kỳ đơn thuần, chính là trực tiếp bình kích mà ra, không có tác động cái gì phức tạp, cũng không kinh thiên động địa như lúc La Tỷ Ni Áo thi triển kích viên trảm, nhưng lại khiến Lôi Nặc trong lòng không khỏi cảnh giác. Tay phải Lôi Nặc lập tức biến thành một kim sắc cự trưởng, một quyền nghênh đón. Đùng! Cả người Lôi Nặc bị đánh ra ngoài, đập mạnh lên bức tường bao bên đường. Trường bào ầm ầm đổ xuống, thân hình Lôi Nặc lúc này mới dừng lại, có chút chật vật không chịu nổi. Những đợt hỏa hệ linh lực nóng rực không ngừng bạo kích kinh mạch ở bên tay phải của Lôi Nặc. Lôi Nặc phải toàn lực điều động kim hệ linh lực trong người mới áp chế được. Tên Đế Lâm này. Trong lòng Lôi Nặc có chút phẫn nộ. Đối phương đột nhiên xuất thủ khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng. Hơn nữa Đế Lâm tu luyện là hỏa hệ công pháp. Xét thuộc tính mà nói, hỏa vốn khắc kim. Huống hồ Đế Lâm trở thành Hoàng Linh Sư đã lâu, còn Lôi Nặc vừa mới tấn cấp, khiến Lôi Nặc lúc này có chút chật vật. Lần này, coi như cảnh cáo người. Đế Lâm đứng giữa phố thu hồi nắm đấm lạnh lùng nói. Đế Lâm này. Lôi Áo thầm lắc đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ hắn tưởng Đế Lâm đột nhiên xuất thủ là muốn liều chết với Lôi Nặc, thì ra chỉ là để trả thù chuyện lúc nãy. Cảnh cáo ta. Lôi Nặc không kìm được cười vang thành tiếng, ánh mắt lạnh như đao. Thứ này ta không cần, trả lại cho ngươi. Lôi Nặc đập mạnh chân xuống đất, hóa thành một đường kim sắc lưu quang. Bùng 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 bùng. Những đường linh hoàn từ trong liêu xạ bốc ra đỉnh đầu Lôi Nặc, lơ lửng sau gáy của hắn không ngừng run rẩy. Vô số kim sắc lưu quang ngừng tụ thành một đường kim sắc kiếm hồng phía trước thân thể của Lôi Nặc. Lợi mang khói lóe lên trong mắt của Lôi Nặc. Kim sắc kiếm hồng trực tiếp bắn qua, khiến sắc mặt Đế Lâm vụt biết, gầm nhẹ một tiếng đồng thời vung ra nắm đấm tay phải để phủ hỏa hồng sắc kinh khí lưu. Nắm vung nắm đấm tựa như thôi động một ngọn núi, nhìn có vẻ chậm chạp nhưng lại đỡ được kim sắc kiếm hồng của Lôi Nặc, chỉ nghe thấy tiếng ầm một tiếng. Đế Lâm liên tục lùi hơn 10 mét, sau đó nghiến răng nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Nắm tay hắn mặc dù cuối cùng vẫn đỡ được một đòn của Lôi Nặc, nhưng dưới kiếm khí sắc bén vẫn không khỏi tê dần. Hỏa chí cuồng, chí liệt, táo bạo vô cùng, còn kim thì lại chí cường, vô cùng sắc bén. Trong ngũ hành, nếu luận đệ nhất cường độ công kích, tuyệt đối thuộc về kim hệ. Mặc dù trên cảnh giới,
Hoàng Linh Sư vừa tấn cấp lôi nặc không thể cao thâm bằng Đế Lâm, nhưng thân là thiên tài đệ nhất vương quốc, đệ nhất võ huân của gia tộc Thác Đức, lôi nặc sở hữu 5 đường linh hoàn, kim hệ công pháp tu luyện cũng là đỉnh điểm tiềm của vương quốc. Còn Đế Lâm trước khi thành danh, được vương quốc mời chào, là một linh sư bình thường với một tiểu thành xa xôi trong áo Lan Đa vương quốc. Cho dù là tu luyện đến Hoàng Linh Sư cảnh giới, về cơ bản không thể bằng được lôi nặc đến từ đại gia tộc. Người... Lôi Nặc và Đế Lâm hai người đứng ở hai đầu con phố trừng trừng nhìn nhau. Giết hắn đi! Không ít thành viên Lạp Đế Căn gia tộc nhìn thấy tình huống này, trong lòng phẫn nộ cầu nguyện, hy vọng Đế Lâm có thể giết chết Lôi Nặc. Đế Lâm, cái này... Lôi Áo sắc mặt vụt uy biến, vội vàng tiến lên nói, không đợi hắn nói hết đã nghe thấy... Hết chương 237, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV MCNE, chương 238, quyết tâm của La Tư Đặc. Lôi Nặc và Đế Lâm vốn dĩ đang trừng trừng nhìn nhau đột nhiên bật cười ha hả. Cái này tình huống gì vậy? Người xung quanh thoáng sững sờ, đầu đầy sương mù. Hai người lúc nãy còn đánh qua đánh lại không thể dàn xếp, lúc này lại cười giống như hai người bạn tốt bật cười ha hả. Người không tệ. Lôi Nặc lên tiếng nói. Người cũng rất mạnh. Ngữ khí Đế Lâm vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong ánh mắt lạnh như đao thì lại mang thêm một tia tiếu ý nhẹ nhàng. Hai cao thủ này chỉ là giả bộ đấu với nhau. Trong mắt những người ở tầng thứ họ, chỉ có cao thủ đồng giai mới có thể được tôn trọng. Quyền lợi, kim tiền đối với họ mà nói đều là phù du, họ đều có mộng tưởng của mình, nhưng tương đồng là chỉ có bến bờ võ đạo mới là cực hạn mà họ truy cầu. Lôi Áo, xung đột giữa người và Lạp Đế Căn gia tộc bệ hạ đã biết rồi. Bây giờ bệ hạ lệnh cho ngươi dừng mọi hành động, lập tức đi vương cung yết kiến, không được chậm trễ. Đế Lâm lạnh lùng nói. Đế Lâm đại nhân. Một thành viên của Lạp Đế Căn gia tộc bên cạnh lập tức bước ra lo lắng nói. Tên này đã giết chết bà Tư Thác Đức trọng trưởng, Đế Lâm đại nhân người... Cầm miệng. Đế Lâm trực tiếp ngắt lời người này. Bệ hạ cũng lệnh cho Lạp Đế Căn gia tộc các người dừng mọi hành động, tất cả binh sĩ và trị an quân quay về vị trí. Bà Tư Tháp Đức tộc trưởng không còn, Lạp Đế Căn gia tộc các người lập tức chọn ra một đại diện, theo ta hồi cung. Về phần cái chết của Tư Đế Tháp Đức tộc trưởng, từ các người đi nói về bệ hạ, không liên quan đến ta. Đám người còn lại của Lạp Đế Căn gia tộc quay sang nhìn nhau, thở dài một tiếng, ánh mắt tràn ngập bi ai. Cuối cùng có một lão già từ trong đám người đi ra lên tiếng nói. Đế Lâm đại nhân, để ta đi theo đại nhân yết kiến bệ hạ. Đi đi. Đế Lâm cũng không phí lời, đi trước dẫn đường. Thời điểm Lôi Nặc đại sát tứ phương trước thủ hệ của Lạp Đế Căn gia tộc, bên trong Thác Đức gia tộc lúc này lại loạn thành một đám. Trong phòng hội nghị gia tộc, trừ vị trưởng lão nhận được tin tức sớm đã ngồi vào vị trí của mình, là từ đặc vốn không quan tâm thế sự lúc này cũng đang ngồi trên vị trí cao nhất. Lôi Áo, thật là trắng ra gì. Chưa được thông qua gia tộc hội nghị của Khương Định đã tự mình liều động quân hoàn quần sư và thành vệ quân. Hắn biết điều đó có nghĩa gì không? Khắc Lao Đức đứng đó, đập mạnh bàn trong phòng hội nghị gào thét nói. Trong gia tộc có quy định, gặp phải tình huống khẩn cấp, tộc trưởng có quyền quyết định tất cả. Khắc Lao Đức, ngươi dầm dĩ cái gì? Ngũ trưởng lão Tạp Là Nhĩ trừng mắt, trong gia tộc hắn là người thân thiết nhất với Lôi Áo. Tộc trưởng có quan quyền quyết định xử lý tình huống, nhưng các người xem rốt cuộc hắn đã làm gì. Tiêu Từ Kiệt Xâm giết chết Khắc Nhĩ Vị Đức, hắn làm vậy là chuốc thêm phiền phức cho gia tộc, Lôi Áo còn mặc kệ hắn. Tam trưởng Tạp Lan cũng mặt đầy nộ khí. Điều đợn Côn Đàn Linh Sơ, nếu như bệ hạ tức giận, đó sẽ là đại tội mất đầu, cho dù Kiệt Xâm kia và Đại Vương Tử có quan hệ tốt. Bệ hạ cũng không thể dễ dàng tha thứ như thế, không phải là đem gia tộc chúng ta đẩy vào hố lửa sao? Thật không biết Lôi Áo, hắn làm tộc trưởng cái kiểu gì?
Đủ rồi, bây giờ là lúc nào các người còn ở đó cãi nhau. Nghĩ xem phải làm như thế nào đi. Nhìn thấy lúc này, bọn khác Lao Đức còn cãi nhau, La Tư Đạc không khỏi tức giận lên tiếng. Ngay sau đó, hình như nghĩ ra điều gì, hắn lên tiếng hỏi. À, đúng rồi, Kiệt Sâm đâu? Mọi người trong phòng hội nghị, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nghi hoặc lên tiếng. À, không biết. Quá kỳ cục, quá thật là quá kỳ cục rồi. Chuyện tình ngày hôm nay hoàn toàn là do Kiệt Sâm. Nhưng hiện giờ Kiệt Sâm thì tốt rồi, không biết nên đi đâu bây giờ. Khắc Lao Đức phẫn nộ nói. Lão nhị, lúc Kiệt Sâm đi về ngươi cũng thấy đấy, bị một đám hộ vệ đưa về. Lại nào ngươi muốn hắn ở trong trì an sở của Vương Thành cùng đám bệnh nhân bị thương nặng à? Thực sự là quá buồn cười. Tạp La Nhĩ cũng cười lạnh thành tiếng. Hơn nữa, ta còn nghe nói khi sự tình mới phát sinh, Cơ Lạp đã từng đi cầu việc như tử Á Bá của ngươi. Lại không nghĩ rằng Á Bá thấy chết mà không cứu. Thật ra lúc đó Á Bá chỉ cần đi trị an sở một chút thì đâu có thể để chuyện bừa bộn ra như thế. Lại phải nói tiếp, nhi tử Á Bá của ngươi trong chuyện này cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Tạp La Nhĩ, ngươi nói thối lắm. Khắc Lao Đức đứng lên, một phách một trưởng trầm trọng xuống bàn, vẻ mặt đỏ bừng giận dữ. Nhìn phòng họp hỗn loạn, Tạp La Đặc không khỏi âm thầm thở dài một hơi trong lòng. Là một gái thất giai hoàng linh sư, La Tư Đặc làm sao có thể để mọi người do dự, không quyết định được việc của chính mình. Lạp Đế Can gia tộc cũng từng năm ấy đều đối nghịch với gia tộc của mình. La Tư Đặc đã sớm muốn cấp cho đối phương giáo huấn. Ngày hôm nay cử động của Kiệt Sâm và Lôi Áo thật sự khiến cho La Tư Đặc sảng khoái trong lòng. Thế nhưng thần là đệ nhất nhân trong gia tộc, La Tư Đặc cần suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng không thể dựa vào cảm tình mà hành sự. Rất nhiều chuyện sẽ xảy ra sau đó, dù sao quyết định của hắn không chỉ ảnh hưởng đến một người mà cả là toàn bộ gia tộc. Lôi Áo đều cộng cuồng sư quân đoàn vây khốn Vương Thành, nói lớn cũng lớn mà nói nhỏ cũng nhỏ. Tất cả nhìn vào suy nghĩ của Lai Sâm Đặc Bệ Hạ. Nếu như Lai Sâm Đặc Bệ Hạ còn tức giận coi hành vi này là mưu phản, vậy toàn bộ Thác Đức gia tộc sẽ đối mặt với một hồi tai họa thật lớn. Tới lúc đó, cho dù Kiệt Sâm và Đại Vương Tử cùng Lỗ Đạo Phu Đại Sư có quan hệ rất tốt cũng phải chạy trối chết. Mưu phản, tội đó phải tru di cửu tộc. Huống chi những năm gần đây Bệ Hạ Lai Sâm Đặc một mực chèn ép gia tộc của mình, nói không chừng sẽ nhân cơ hội này. Hiện giờ trong đầu La Tư Đặc cũng một mảnh hỗn loạn. Hiện giờ ở trước mặt hắn có hai con đường. Một là quyết định đứng chung một chỗ với Lôi Áo, thảo phạt Lạp Đế Can gia tộc, đánh Lạp Đế Can gia tộc một đòn chết luôn. Còn một đường khác là bảo toàn lực lượng buông tha cho Lôi Nặc, đi tới trước mặt Bệ Hạ Lai Sâm Đặc nhận tội còn có thể vãn hồi một đường sinh cơ. La Tư Đặc gian nan không gì sánh được. Khắc Lao Đức ngoan giọng nói. Tạm thúc, hiện giờ ta xem chỉ còn cách áp giải Kiệt Sâm và Lôi Nặc tới trước mặt Bệ Hạ. Lôi Áo cũng tự mình tới trước mặt Bệ Hạ nhận tội mới được khoan dung, còn có thể bảo trụ được Thác Đức gia tộc của chúng ta. Nếu không, tai vạ ta nghĩ là đến nơi rồi. Đúng vậy, Tạm thúc, chỉ cần phải đoạn, không thể do dự. Nếu không thời thế thay đổi, đến lúc đó muốn vãn hồi cũng không còn kịp nữa. Tạp Lan Giá giao hảo tốt với Khắc Lao Đức cũng phụ họa theo. Hết chương 238, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie. Chương 293, quyết tâm của La Tư Đặc. Thoái nhượng, những năm gần đây Thác Đức gia tộc của chúng ta thoái nhượng còn ít sao. Cũng đừng quên mấy năm gần đây, Lạp Đế Căn gia tộc vọng tưởng muốn đạp chúng ta xuống, tuyên bố là võ huần gia tộc duy nhất của vương quốc. Những năm gần đây chúng ta còn cốt khí của một võ huần gia tộc sao? Tạp La Nhĩ bì thống nói. Tam thúc, người phải suy nghĩ thật kỹ. Thoái nhượng. La Tư Đặc cũng thì thào trong lòng. Đúng vậy, những năm gần đây gia tộc thoái nhượng còn thiếu sao?
Bởi vì Lai Sâm đặc bệ hạ chèn ép cho nên 18 năm nay Thác Đức gia tộc vẫn phải chịu áp lực đủ phương diện từ vương quốc. Ngay cả vài ngày trước địch áo và các Lôi Sâm bất hòa với nhau, Lôi áo thân là phụ thân cũng chỉ biết chịu đựng. Trong mắt vương quốc hiện giờ, gia tộc Thác Đức từ lâu đã không còn là võ huân gia tộc huy hoàng của năm ấy. Nếu như bệ hạ Lai Sâm đặc thực sự là muốn tiêu diệt Thác Đức gia tộc, cho dù chính mình thoái nhượng nữa cũng có ích gì. Bi kịch 18 năm trước của gia tộc cũng chỉ có thể tái diễn thêm lần nữa mà thôi. Thác Đức gia tộc tồn tại trên đại lục Tư Đặc Ân đã lâu, lịch sử so với vương quốc Áo Làn Đà còn nhiều hơn, nhưng chuyện tới này lại chật vật như vậy. Đến lúc đó đi xuống cửu thuế nhìn thấy tổ tiên tiền bối là Tư Đặc hẳn làm sao mà mở miệng nổi. Nghĩ tới đây, là Tư Đặc bình thản đứng dậy, một cỗ khí thế bốc dựng thẳng lên người khác, hai trong mắt phát xạ ra một đạo tinh mang. Bị khí thế của La Tư Đặc lây nhiễm, trong nhất thời toàn bộ phòng họp gia tộc lặng ngắt như tờ. Lạp đế cằn gia tộc cấu kết thích khách hại thành viên của Thác Đức gia tộc chúng ta, thật sự không có vương pháp. Tạp La Nhĩ, người lập tức phái người trợ giúp tộc trưởng Lôi Áo. Thác Đức gia tộc chúng ta đối mặt với địch nhân tuyệt đối không thỏa hiệp chút nào. La Tư Đặc nói to, phong mang trong ánh mắt bước ra ngoài. Tam thúc! Hai người Khắc Lao Đức và Tạp Lan biến sắc hô lên. Khắc Lao Đức, Tạp Lan, hai người các người già rồi. Từ giờ trở đi chuyện tình trong gia tộc các người không cần phải quan tâm nữa. Cấp cho đám thanh niên một ít cơ hội đi. Hiện giờ hai người các người yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Còn Á Bá, công tác thống lĩnh tại thành vệ quân quá khổ cực. Chờ sau khi hắn về, ta sẽ an bài hắn đi quản lý một ít sản nghiệp của gia tộc, cũng mà luyện rất tốt. Những năm gần đây, Khắc Lao Đức luôn đối nghịch với Lôi Áo, La Tư Đặc vẫn nhìn thấy rõ ràng. Trong thời gian đó, La Tư Đặc không nói gì, chỉ là mấy ngày qua, từ khi Kiệt Sâm và Lôi Nặc trở về, bọn Khắc Lao Đức càng thêm táo tợn. Hiện giờ gia tộc đã tới nguy cơ sinh tử, những thanh âm không hài hòa này nên thanh lý đi một chút. Đây, đây! Khắc Lao Đức và Tạp Lan trừng lớn hai mắt, đứng sững tại chỗ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Miệng luôn nói những gì nhưng lại không mở ra nổi. Thế nào? Lẽ nào các người không nghe thấy lời nói của ta sao? La Tư Đặc nhướng mày, trong ánh mắt xẹt qua một tia không hài lòng. Vâng, tạm thúc. Cuối cùng hai người Khắc Lao Đức và Tạp Lan cũng không dám phản bác, cúi đầu ra khỏi phòng họp gia tộc. Ngay trong lúc La Tư Đặc quyết định hạ quyết tâm, thần thủ của Yên Cơ phái tới lấy được tài liệu chính mình cầm tới, chui thẳng vào trong phòng thí nghiệm. Mê huyễn quả, long lan quả, túy tâm thảo. Kiệt Sâm chỉnh lý một đám tài liệu trước mặt xong, hít sâu một hơi. Sau một khắc, hắn đã tiến nhập vào trong một loại trạng thái không minh. Hai tay hóa thành hai đạo huyền ảnh trong nháy mắt, phối chế ở trên đài. Kiệt Sâm tính toán chính xác số lượng và cân nặng của các loại tài liệu, động tác nhanh tới hoa mắt. Căn bản không nhìn rõ quá trình. Sau một hồi không lâu, Kiệt Sâm dừng động tác lại. Đám tài liệu hoàn hảo đến mức trước giờ hiện giờ hầu như không còn, chỉ còn ở nơi thực nghiệm. Một lọ linh dược tề màu lục tản ra sương mù xung quanh. Trong miệng thở ra một hơi thật dài, Kiệt Sâm nhìn lọ linh dược tề màu lục trước mặt thì thào nói. Cuối cùng cũng xong việc. Cũng đã hoàn thành hơn một nửa, để xem việc này đến tột cùng có giống như dự tính trong lòng mình hay không. Kết! Một tiếng đẩy cửa thanh túy vang lên, Kiệt Sâm cầm bình linh dược tề trong tay đi vào trong một không gian phòng nhỏ phía sau đình viện của chính mình. Tia sáng ở ngoài phòng nhất thời chiếu vào trong gian nhà, toàn bộ gian nhà tràn ngập ánh sáng. Vi Ân cầm một thanh trường kiếm trong tay, lặng lặng đứng ở trước ghế. Ở trên ghế là một tên thiên linh sư đang bị cột chặt. Không có chuyện gì xảy ra ở đây đấy chứ? Kiệt Sâm hỏi. Vi Ân lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ, cười cười. Người yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tuy rằng linh lực bị phong ấn nhưng đối phó với loại tôm tép này vẫn thừa sức. Kiệt Sâm gật đầu, ý bảo Vi Ân động thủ. Ba! Vi Ân trở tay một cái tát mạnh lên khuôn mặt của thiên linh sư kia. Nguyên bản thiên linh sư đang hôn mê, tức thì mơ màng tỉnh lại. Thấy tình cảnh trước mắt, thiên linh sư đó nhất thời trừng mắt, lộ ra thần sắc kinh khủng, toàn thân lập tức giãy giụa. Thế nhưng khiến cho hắn cảm thấy kinh khủng chính là toàn thân cảm giác mềm yếu vô lực, không có một tia khí lực nào.
muốn điều động cơ thể trong linh lực lại phát hiện ra cơ thể rỗng tuếch, căn bản không điều động nổi bất kỳ một tia linh lực nào. Đừng từ chối, vô dụng thôi. Ta đã cho ngươi ăn tô cân tán, trong vòng 12 giờ toàn thân ngươi sẽ mềm yếu vô lực. Kiệt Sâm lạnh nhạt nói, ngươi cũng đừng mong tự sát, hiện giờ ngay cả khí lực cắn đứt đầu ngươi ngươi cũng không có đâu. Hơn nữa, kịch độc ngươi giấu trong hàm răng cũng đã bị ta lấy ra rồi. Thiên linh sư đó thất nhất thời sám ngoét, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nói cho ta biết là ai phái người tới, vì sao muốn ám sát ta? Kiệt Sâm nói. Biết chính mình không có khả năng đào thoát, thiên linh sư kia cũng tự biết, miệng hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nghiệt, nhìn Kiệt Sâm không nói gì. Người không nói cũng không sao. Kiệt Sâm bình thản, đây là kết quả hắn đã dự liệu, không chút thất vọng cầm linh dược tề màu lục trong tay đưa cho Vi Ân nói. Vi Ân, cho hắn uống hết. Thấy linh dược tề màu lục kia, thì linh sư không khỏi khơi động khóe mắt, đối phương cũng không bức cung tra tấn, ngữ khí bình thản khiến hắn cảm giác mơ hồ một tia bất an. Vi Ân quay sang thiên linh sư kia lộ dáng vẻ tươi cười quỷ dị, điều này khiến thiên linh sư không khỏi thánh thót một cái trong lòng. Vi Ân nắm miệng thiên linh sư, đổ toàn bộ linh dược tề màu lục vào trong miệng hắn. Ngay lập tức thiên linh sư muốn dãy dụa nhưng toàn thân vô lực, hắn làm sao có thể chống lại được Vi Ân cường thế. Theo dòng linh dược tề chảy xuống, nhãn thần của thiên linh sư kia dần dần mê man, trên mặt ửng hồng, giống như bị vây quanh hưng phấn cực đại, hoặc là tình cảm bị hư thoát mãnh liệt, đôi con người chậm rãi mở rộng, trong ánh mắt tràn ngập khoảng trống và mê man. Hết chương 239, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 240, tổ chức ám dạ. Vi Ân vẻ mặt mê hoặc, nguyên bản hắn tưởng rằng linh dược tề do Kiệt Sâm chế ra là một loại linh dược tề dằn vặt con người cực độ. Sau đó thì linh sư kia không chịu được nhưng phải nói ra đáp án chân chính. Thế nhưng hiện giờ xem ra bộ dáng của thiên linh sư khiến Vi Ân tràn ngập nghi hoặc trong lòng. Hiện giờ thấy dáng dấp của thiên linh sư giống như đang rất khó chịu. Ngươi, tên là gì? Không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của Vi Ân, Kiệt Sâm nhạt nhạt hỏi. Thiên linh sư bình tĩnh, hai mắt vô thần, máy móc đáp. Bồ Tàn Lạp. Vi Ân ở bên cạnh khó tin nhìn về phía Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đã làm như thế nào? Linh dược tề vừa rồi... Kiệt Sâm gật đầu, tiếp tục nói. Là ai phái người tới? Vì sao muốn giết ta? Mệnh lệnh của tổ chức. Người phá hủy kế hoạch của tổ chức. Tổ chức? Kiệt Sâm không khỏi nhíu lông mày lại. Cái gì tổ chức? Gây trở ngại cho kế hoạch của các ngươi. Đột nhiên thân thể thiên linh sư vô ý co giật một chút, tựa hồ muốn thoát khỏi trạng thái này, đáng tiếc không thành công, trong miệng lại tiếp tục máy móc đáp. Ám giả tổ chức, ta là sát thủ của tổ chức. Người cứu đại vương tử, phá hủy kế hoạch của tổ chức. Tổ chức ám giả? Vi Ân lộ vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt. Vì sao các người muốn giết chết đại vương tử? Kiệt Sâm nhìn sang Vi Ân rồi tiếp tục hỏi. Không biết, tổ chức nói trong vương quốc Áo Lần Đà có thứ gì trọng yếu, thứ này bắt buộc tổ chức phải có được. Vật gì? Không biết. Tổng cộng tổ chức của các người phái bao nhiêu người tới vương thành, bọn họ ở chỗ nào? Vi Ân, tổ chức ám dạ này người đã nghe qua. Kiệt Sâm xác định không hỏi được thêm gì, cuối cùng ánh mắt rơi vào người của Vi Ân. Đúng vậy. Vi Ân nói, tổ chức ám dạ này là một tổ chức sát thủ, năm đó ta đi du lịch đại lục cũng đã từng nghe qua. Phạm vi hoạt động của bọn họ ở trong khai lôi áo có đế quốc và những vương quốc phía tây bắc. Nghe nói người sáng lập tổ chức là một hoàng linh sư. Nếu như thực lực của ta không bị phong ấn thì không lo. Chỉ là hiện giờ...
Vi Ân lộ ra một tia lo lắng trên khuôn mặt. Kiệt Sâm gật đầu, cầm tờ giấy ghi chép trong tay đưa cho Vi Ân. Ngươi lập tức gọi hai hộ vệ tới áp phích khách này đi theo ngươi vào trong vương cung. Ngươi giúp ta chuyển tờ giấy này cho Lai Sâm đặc bệ hạ. Chuyện này cứ để cho hắn xử lý đi. Vi Ân bị thương không nhẹ, tuy rằng đã trải qua trị liệu thế nhưng dù sao vẫn chưa tốt. Kiệt Sâm cũng không muốn cho hắn đi làm chuyện này. Chỉ là chuyện này thật là quá mức trọng yếu, mà bên người Kiệt Sâm lại không có người đủ tin cậy. Vi Ân trịnh trọng tiếp nhận giấy, để vào trong lòng ra ngoài gọi hộ vệ. Tổ chức ám dạ? Thứ gì trọng yếu? Kiệt Sâm trao mày, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chuyện tình quả nhiên giống như hắn suy nghĩ, bởi vì đại vương tử cho đến vì hắn nên mới bị ám sát. Thế nhưng nguyên bản trong tưởng tượng của Kiệt Sâm đơn giản do vương tử tranh đoạt vương vị nên mới có chuyện tình này. Nhiều nhất dính dáng tới mấy đại thần quý tộc của vương quốc mà thôi. Thế nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Sự tình trở nên khó bể phân biệt. Thôi, ta mặc kệ. Kiệt Sâm lắc đầu. Hiện giờ việc quan trọng nhất của ta là gia tăng thực lực của chính mình. Chỉ là ở đây đi tàng thư các tầng 5 xem một chút. Lực lượng thần bí cổ quái kia đến tột cùng có vấn đề gì giữa ta và đệ tử Tháp Đức gia tộc nhỉ? Kiệt Sâm lắc đầu đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng không gian bao la rộng lớn, ánh dương tá trầm xuống phía tây. Tới gần hoàng hôn, ánh sáng như soi sang đình viện mềm mại vô cùng. Đêm tối đã đến, một ngày còn được bao lâu? Thiên điện vương quốc áo Lan Đa. Một đội thị vệ cầm trường kích trong tay, thân mặc áo giáp đứng thẳng ở trong thiên điện, nhìn không chớp mắt. Những vệ sĩ gác cửa thiên điện này đều là tinh anh do vương quốc bồi dưỡng, bọn chúng đều là nhân vật trong đám đại nội tự nghiện thị vệ, trong đó yếu nhất cũng là linh sư tam giai, một vài đội trưởng là thiên linh sư tứ giai, thậm chí tồn tại cấp bậc ngũ giai tông linh sư. Ở trên long ỷ của thiên điện, quốc vương Lai Sầm Đặc đang lẳng lặng ngồi, nhìn lôi áo, lôi nọc cùng với áo bố lý của gia tộc Lạp Đế Căn phía dưới, không khỏi một nói một lời, không nhìn ra chút biểu tình nào. Đệ nhất cao thủ của vương quốc Đế Lâm thì đứng ở cách long ỷ không xa, yên lặng thủ hộ an toàn cho Lai Sầm Đặc. Rốt cuộc, ngày hôm qua, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hai gia tộc các ngươi lại xảy ra xung đột? Thậm chí điều động cuồng linh sư quân đoàn và cận vệ nhị sư đoàn. Ai cho các người có quyền lợi như thế? Các người có thể nói rõ cho chấm biết không? Sau một lát, rốt cục Lai Sâm Đặc đã mở mắt, nói rõ ràng rành rọt. Thế nhưng ai cũng có thể nghe được lửa giận trong lời nói của hắn. Bệ hạ, người cần phải làm chủ giúp Lạp Đế Căn gia tộc của ta. Lai Sâm Đặc vừa mới dứt lời, áo bố lý tóc hoa dầm khẩn cấp quỳ hai gối xuống mặt đất, hai mắt rưng rưng, khóc vang khắp thiền điện, đồng thời đập đầu liên tục xuống nền gạch của điện phủ, tiếng đập đầu như tiếng trống không ngừng vang vọng khắp nơi. Áo bố lý này là một trưởng lão của gia tộc Lạp Đế Căn, tu vi từ lâu đã đạt đến tông linh sư cao cấp, thế nhưng chỉ khi dập đầu không phát ra linh lực phòng hộ, chỉ trong chốc lát cái trán của lão đã chảy một đống máu. Áo bố lý, người có chuyện gì? Cứ việc nói. Áo bố lý dập đầu như không muốn sống cũng khiến cho Lai Sâm Đặc cảm giác chán hơi tê dại. Bệ hạ, Thác Đức gia tộc quả thật không thèm nhìn vương pháp vô thiên à. Áo bố lý nức nở nói. Ngày hôm qua không biết lồi áo bị vấn đề gì đột nhiên xông vào trị an sở. Lồi thiếu gia khắc nhĩ phỉ đức của Lạp Đế Căn gia tộc chúng ta mà đánh chết. Sau đó còn dẫn theo một đám người hùng ác tới Lạp Đế Căn phủ để hành hung. Dĩ nhiên cả bà từ Tháp Đức tộc trưởng của Thác Đức gia tộc bà La Bỉ Nì áo tướng quần cũng tham gia sát hại. Thật sự là quá hung tàn, là vô pháp vô thiên bệ hạ. Người cần phải làm chủ cho gia tộc Lạp Đế Căn của chúng ta Áo bú lý khóc lớn thành tiếng cũng không có vẻ giả bộ. Thử nghĩ một chút, một tộc trưởng của gia tộc, hai cây trụ cột của gia tộc lại bị đẩy ngã. Cho dù sau này gia tộc không có lo bại vong thì cũng không còn khả năng truy hoàng. Từ hôm nay, Lạp Đế Căn gia tộc đừng nói là áp chế Thác Đức gia tộc để thành võ huân gia tộc. Cho dù so sánh với gia tộc nhất lưu 18 năm trước, chỉ sợ cũng không bằng. Lồi áo! Người thân là quân vụ đại thần của vương quốc lại dám không kiêng nể gì, công khai sát hại quý tộc của vương quốc. Ngươi còn gì để nói?
Lai Sâm Đặc phẫn nộ nhìn về phía Lôi Nặc ở dưới đại điện, lúc này trong lời nói của hắn tràn ngập lửa giận. Hết chương 240, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Kênh phụ, chuyện audio VV, MC Annie. Chương 241. Bệ hạ, người phải làm chủ thay ta. Kỳ thực nghe được thông tin từ miệng của Đế Lâm, biết được Ba Tư Tháp Đức đã chết, trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ và phẫn nộ, không biết biểu hiện ra gì bên ngoài, thế nhưng lại không thể buông bỏ chuyện này xuống. Ba Tư Tháp Đức là ai? Đó chính là tộc trưởng của Lạp Đế Càn gia tộc đứng đầu vương quốc, phó bộ trưởng quân vụ đại thần của vương quốc lại bị Tháp Đức gia tộc nói giết là giết. Nếu như trong đám quý tộc của vương quốc có gì đó xung đột, nếu bắt trước Tháp Đức gia tộc trực tiếp giết chết đối phương, như vậy toàn bộ vương quốc sẽ loạn cả lên. Bệ hạ, xin cho thần bẩm báo. Lúc này Lôi Áo đang quỳ lại chợt nói. Buổi sáng ngày hôm nay, hiền chất Kiệt Sâm của ta đang đi trên đường bị thích khách ám sát. Bệ hạ, đây chính là vương thành, là bộ mặt của vương quốc Áo Lạn Đà chúng ta. Thế nhưng thích khách lại dám vô pháp vô thiên như thế. Dưới tình huống gió như ban ngày lại công nhiên hành hung, quả thật không thèm để bệ hạ và vương quốc Áo Lạn Đà vào trong mắt. Lôi Áo trợn tròn mắt, râu tóc dựng lên, thần sắc tràn ngập phẫn nộ. Càng khiến cho vị thần giật mình chính là Lạp Đế Càn gia tộc cũng dính dáng ở bên trong. Sau khi hiền chất Kiệt Sâm đẩy lùi được thích khách thì mang hiền chất về trì an sở, nghiêm hình tra tấn, hạ thủ ngoan độc, đây chính là muốn lấy tính mệnh của hắn. Bệ hạ! Lôi Áo cảm xúc mãnh liệt. Có thích khách ám sát hiền chất của ta cũng không sao, thế nhưng Lạp Đế Càn gia tộc nắm lực lượng của vương thành trong tay cấu kết với thích khách. Nếu như không cẩn thận, vì thần sợ rằng bệ hạ và chư quý vị quý tộc sẽ gặp chuyện. Lúc này mới điều binh phong tỏa vương thành bảo vệ an nguy cho vương thành à. Để có thể nắm chắc sự tình trong tay, vì thần dẫn theo Ba Tư Tháp Đức tới chỗ bệ hạ để định đoạt. Thế nhưng Ba Tư Tháp Đức lại nhất quyết không chịu, còn tỏ ý phản kháng, ý muốn giết chết vì thần. Ngay trên đường, nhị đệ của vì thần vì lo lắng vì thần gặp chuyện không may cho nên không cẩn thận đả thương Ba Tư Tháp Đức, khiến cho Ba Tư Tháp Đức vẫn lạc. Thật sự là... Lôi Áo ngẩng đầu lộ ra thần sắc thổn thức, trong mắt toát ra một tia không đành lòng. Chuyện này vì thần thực sự không lo liệu tới, chỉ là sau khi vì thần biết được tin tức, lo lắng quá cho nên không chờ bệ hạ không thể nào phản bác lại được. Cuối cùng Áo bố Lý không biết như thế nào, chỉ đành cầu xin Lai Sâm Đặc lấy biểu hiện mình vô tội. Lôi Áo chọn từ ngữ cẩn thận. Áo bố Lý, ở trước mặt bệ hạ, người phải nghĩ kỹ rồi mới nói. Nói sai chính là tội khi quân. Đây. Áo bố Lý không biết làm sao, chỉ quay đầu sang bên Lai Sâm Đặc đập đầu thình thịch liên tục. Bệ hạ, chuyện tình không phải như vậy. Lạp Đế Càn gia tộc chúng ta căn bản không cấu kết cùng với thích khách. Lôi Áo hắn đang ngập máu phun người. Bệ hạ mình dám. Lôi Áo lộ ra một tia khinh thường trên khuôn mặt, cười lạnh nói. Khắc nhĩ phỉ đức của Lạp Đế Càn gia tộc ngươi không phải là nhân viên trị an sở, sao được dùng hình phạt riêng đối với Kiệt Sâm ở trong Thẩm Vấn Thất? Áo bố Lý người, hôm nay còn có gì để nói? Nói đến đây, quân vụ đại thần bộ trưởng thống lĩnh Lôi Áo nhỏ xuống vài giọt lệ. Ta chỉ thương cảm cho chất nhi của ta, năm nay vừa mới 18, còn đang tuổi trai tráng, liền tự ý điều động thành vệ quân và cuồng sư quân đoàn. Ở điểm này quả thật vì thần có lỗi, mong bệ hạ trách phạt. Lôi Áo cúi đầu thật sâu, thần tình hiên ngang lẫm liệt không gì sánh được. Lôi Áo, người ngậm máu phun người. Áo bố Lý tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Ta ngậm máu phun người à? Lôi Áo khinh người nhìn Áo bố Lý. Áo bố Lý, ta hỏi ngươi, hiền chất Kẻ Sâm của ta có bị ám sát không? Có đẩy lùi thích khách hay không? Sau đó có phải bị khắc lạc y của Lạp Đế Càn gia tộc không biết tốt xấu áp giải về trị an sở vương thành hay không? Có bị khắc nhĩ phỉ đức thiếu gia Lạp Đế Càn gia tộc dùng đòn hiểm để đánh hay không?
Thời điểm ta nhìn thấy bà từ tháp Đức, có phải nói với hắn để bệ hạ minh xét, do bệ hạ xử lý hay không? Mà cuối cùng bà từ pháp Đức không đồng ý, ngược lại phái người động thủ. Có phải vậy hay không? Có phải hay không? Lồi áo! Ngươi! Ngươi! Áo bố Lý chỉ vào lồi áo há to miệng, tức giận không biết nên nói gì. Rõ ràng sự tình không phải như thế này, nhưng theo lời lồi áo, bây giờ giờ sinh tử không biết, liền tiền đồ không biết. Bệ hạ, người phải làm chủ cho hiện chất của ta. Hồ! Lai Sầm Đặc ở trên vương tọa nhìn lôi áo và bộ áo Lý ở dưới giằng co, không khỏi thở một hơi thật dài, cau mày lại, không biết suy nghĩ gì. Lôi áo và áo bố Lý đều nhìn Lai Sầm Đặc, xem hắn định đoạt như thế nào. Một câu nói tiếp theo của bệ hạ sẽ quyết định tương lai của hai gia tộc này. Mặc dù trước lúc ăn nói hiên ngang lẫm liệt vô cùng, thế nhưng trong lòng lôi áo vẫn thấp thỏm lo lắng. Thật sự bởi vì tình hình hôm nay quá huyền náo. Bà từ tháp Đức thân phận cao quý, địa vị hiển hách không giống như một tiểu quý tộc bình thường. Nếu như Lai Sầm Đặc lấy tội danh mưu phản, sát hại đại thần trọng yếu của vương quốc để bắt hắn lại, lôi áo cũng không còn cách nào khác. Vị này chính là... Ngay cả trong lúc lôi áo và áo bố Lý khẩn trương trong lòng, Lai Sầm Đặc hướng mắt về lôi nặc. À, tại hạ là lôi nặc, giả mắt bệ hạ. Lúc này lôi nặc mới quay sang bên Lai Sầm Đặc cúi đầu khom người. Cường giả Hoàng Linh Sư có phần thân phận cao quý. Ở trên đại lục Tư Đặc Ân, lực lượng chung của các vương quốc đều trên cơ bản là Hoàng Linh Sư. Bởi vậy khi đối mặt với quốc vương, cường giả cấp bậc Hoàng Linh Sư không phải quy dưới quyền lợi. Mà như lôi áo, ba từ tháp Đức, những người này dù có địa vị cao thượng ở vương quốc, thế nhưng khi đối mặt với Lai Sầm Đặc vẫn phải quy xuống hành lễ như nhau. À, người chính là người giết chết ba từ tháp Đức và La Bỉ Ni Áo sao? Lai Sầm Đặc nói, hai tròng mắt phát ra xạ quang bằng sắc bén. Không tồi. Lôi Nặc đạm nhiên nói, Lạp Đế Căn gia tộc cấu kết thích khách, ý muốn thường tổn đại ca của ta, càng muốn ám sát con trai ta. Thật sự là đáng chết. Người, cái người hung thủ này. Áo bố Lý tức giận tột đỉnh, hắn không nghĩ tới trước mặt bệ hạ Lai Sầm Đặc, lôi nặc này còn cao ngạo như thế. Biết tính tình nhị đệ của mình như vậy, lôi áo bất đắc dĩ lắc đầu, tình hình nhị đệ vĩnh viễn là như vậy, tràn ngập ngạo khí. Lôi nặc à, năm đó người bị đạo tư gia tộc uy hiếp, vương quốc thật sự thấy hổ thẹn với người. Nguyên bản nhãn sắc bén vô cùng của Lai Sầm Đặc trở nên nhu hòa, mở miệng nói. Lôi áo đang quỳ lạy ở phía đông, không khỏi sững sốt. Bệ hạ, sao lại nói thế? Đột nhiên nói tốt cho bên ta. Hết chương 241, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV MCNE. Chương 242, kiềm chế bi thương. Lôi Nặc cũng sửng sốt, không rõ dụng ý của Lai Sầm Đặc. Hắn khách khí nói, bệ hạ, đạo tư gia tộc thế lớn, việc trước đây căn bản không thể trách được vương quốc. Người không trách là tốt rồi. Không trách là tốt rồi. Lai Sầm Đặc xoa hai bàn tay nói tiếp, không biết thường thế của Kiệt Sâm đại sư thế nào, có trở ngại gì không? Tên thích khách dám ám sát Kiệt Sâm đại sư, thật là quá mức vô thiên vô pháp mà. Lai Sầm Đặc tràn ngập tức giận trên khuôn mặt. Mặc dù hắn đối với những chuyện tình lôi áo làm vô cùng phẫn nộ, thế nhưng hiện giờ tháp Đức gia tộc đang từ mặt trời ban trưa, nếu không có lão bất tử gia là từ Đặc Hoàng Linh Sư, lại thêm một lôi nặc, còn một Kiệt Sâm là Linh Dực đại sư, đặc biệt Kiệt Sâm, Lai Sầm Đặc rất muốn tranh thủ hắn. Hiện giờ ván đã đóng thuyền, cũng không còn cách nào. Lạp Đế Càn gia tộc mất đi ba từ tháp Đức và La Bỉ Ni Áo đã triệt để luân lạc trong thành tộc nhất lưu của vương quốc, sợ rằng địa vị gia tộc nhất lưu cũng không còn chắc chắn. Nếu như lấy tội mưu phản luận cho Thác Đức gia tộc, không nói Thác Đức gia tộc làm phản, mà lúc đó vương quốc không còn một võ gia tộc huân chấn chính nào, với cá nhân mạch cùng địa vị của Thác Đức gia tộc sẽ cấp cho vương quốc một hồi chấn động khó có thể cứu vãn. Đến lúc đó sợ rằng vương quốc sẽ bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng.
Đa tạ bệ hạ quan tâm, tuy rằng Kiệt Sâm bị thương nặng thế nhưng tạm thời tính mạng của hắn thì không phải lo. Lôi Nặc cũng không biết nói gì cho phải. Chuyện tình phát triển ngoài dự liệu của hắn, Lai Sâm Đặc bệ hạ cư nhiên không quan tâm tới cái chết của Ba Tư Tháp Đức mà quan tâm tới thương thế của Kiệt Sâm, thật sự có chút lạ lùng. Bệ hạ, ngươi cần phải thay gia tộc Lạp Đế Căn làm chủ à. Áo Bố Lý thấy tình hình không thích hợp, vội vàng dập đầu liên tục trên mặt đá cầm thạch. Được rồi, chuyện này chấm đã rõ ràng, Lôi Áo. Tuy nguyên bản ý người là chóc nã thích khách, thế nhưng việc làm không chuẩn mực tạo nên ảnh hưởng ác liệt đến vương thành. Lại ngộ sát Ba Tư Tháp Đức cùng với là bị ni áo của Lạp Đế Căn gia tộc. Trước khi chuyện tình điều tra rõ ràng hoàn toàn, yêu cầu ngươi bế môn tự nhắc nhở tại nhà. Không có mệnh lệnh, không được bước ra khỏi phủ đệ một bước. Toàn bộ công việc thống lĩnh liên quan đến tạm thời giao cho quân bộ. Chờ khi chuyện tình sáng rõ thì mới định đoạt. Bệ hạ anh minh, vi thần cam nguyện chịu phạt. Lôi Áo cúi đầu nhận phạt, kỳ thật lén lén nở nụ cười. Trước khi đến đây, hắn đã dự định trước, nếu như Lai Sâm Đặc muốn xử lý Thác Đức gia tộc, Lôi Áo sẽ nhận tất cả trách nhiệm lên người mình. Nhưng kết quả này... Bế môn nghiền ngẫm và giao lại quân quyền đối với chuyện tình Lôi Áo nháo sự mà nói thật là quá bé nhỏ không đáng kể. Hiện giờ đã không còn Lạp Đế Căn gia tộc, trong vương quốc sợ rằng không còn một gia tộc nào có thể chân chỉnh các quần đoàn nữa. Đến lúc đó, gia tộc của mình sẽ nắm giữ. Nói không chừng có phải sẽ khởi cầm lấy quân quyền mấy năm nay bị Lạp Đế Căn gia tộc đoạt lấy. Bệ hạ, chuyện này người nhất định phải cho Lạp Đế Căn gia tộc chúng ta một cái công đạo. Áo Bố Lý dập đầu như điên, tiếng thùng thùng vang khắp thiên điện. Trong lòng tràn ngập cảm khái khó có thể tin. Nhưng Lôi Áo giết chết tộc trưởng Ba Tư Tháp Đức và La Bỉ Ni Áo của Lạp Đế Căn gia tộc ta, sao chỉ có thể nghiêm phạt một người? Chuyện này thực sự... Áo Bố Lý cảm giác ủy khuất vô cùng. Áo Bố Lý, người cứ yên tâm, sau khi chuyện tình điều tra rõ ràng, ta nhất định sẽ cấp cho gia tộc các người một cái công đạo. Thấy Áo Bố Lý còn muốn nói gì, Lai Sâm Đặc trầm giọng nói. Được rồi, việc này cứ như thế đi. Ai cũng không cần nhiều lời, sắc trời cũng không còn sớm. Các người trở về đi. Dứt lời, Lai Sâm Đặc lắc lắc ống tay áo, xoay người đi vào trong thiên điện. Đế Lâm cũng đi sát ngay sau đó, chỉ có hai người Lôi Nặc và Lôi Áo ngây ngốc. Còn có Áo Bố Lý cầu xin không được, thần sắc thất lạc. Áo Bố Lý, nén bị thương. Lôi Áo đồng tình vỗ vai Áo Bố Lý. Ta tin tưởng sau khi bệ hạ điều tra rõ trần tướng, nhất định sẽ cấp cho gia tộc các người một cách công đạo. Ừ, nhất định sẽ. Áo Bố Lý đỏ bừng khuôn mặt, máu huyết dâng trào không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Phụ vương! Sau khi Lai Sâm Đặc đi vào trong điện, đại vương tử Địch Áo Từ vội vã tiến lên. Địch Áo Từ à? Có chuyện gì? Thấy thần sắc trên mặt Địch Áo Từ, Lai Sâm Đặc nghi hoặc hỏi. Phụ vương, lúc trước Kiệt Sâm đại sư chính là người bắt được tên thích khách đưa vào trong vương cung, còn bảo nhi thần giao tờ giấy này cho người. Địch Áo Từ cầm tờ giấy gấp hoàn chỉnh đưa cho Lai Sâm Đặc. Lai Sâm Đặc tiếp nhận, sau khi mở ra, trong nháy mắt thần sắc trở nên âm trầm nói. Đế Lâm, người lập tức dẫn người đi tới địa điểm kia, bắt lấy người trong thủ đệ cho ta. Nhớ kỹ, cố gắng bắt giữ, ngàn vạn lần không được để lộ ra. Vâng, bệ hạ. Đế Lâm ghi tạc địa điểm trong lòng xong, ánh mắt tuôn ra một đạo tinh mang, quay người xoay ra khỏi trong cung. Địch Áo Từ, người đã xem qua nội dung trang giấy này chưa? Lai Sâm Đặc nhìn đại vương tử hỏi. Nhi thần không dám. Lai Sâm Đặc gật đầu, một tay xé tan mảnh giấy thành từng mảnh, sau đó nói. Đi, đưa ta đến nhìn tên thích khách kia. La Từ Đặc muốn trợ giúp bọn Lôi Áo, sau khi biết được Lôi Nặc dĩ nhiên đánh chết Ba Tư Tháp Đức và La Bỉ Ni Áo rồi phải vào cùng yết kiến Lai Sâm Đặc xong, La Từ Đặc vô cùng lo lắng cho gia tộc. La Từ Đặc biết Lôi Nặc giết Ba Tư Tháp Đức có ý nghĩa gì, điều này tuyệt đối gây nên chấn động lớn ở vương thành, chỉ sợ rằng gia tộc của chính mình trốn hơn 10 năm sẽ phải gặp một trận đại hồi kiếp nạn.
mà ngay cả khi là Từ Đặc lo lắng trong lòng, không biết nên làm thế nào cho phải, thì hai người Lôi Áo và Lôi Nặc cứ cư nhiên bình tĩnh đi về phía phủ đệ của gia tộc. Mà sau khi Lôi Áo nói Lai Sâm Đặc xử phạt bọn hắn xong, là Từ Đặc bị vây trong trạng thái lo lắng khiếp sợ gây người. Bế mồm tự nghĩ, giao lại quân quyền, cái này chính là gì? Lôi Nặc giết chết quân vụ đại thần của vương quốc, phó hội trưởng thống lĩnh tộc trưởng của gia tộc Lạp Đế Căn đứng đầu của một vương quốc, nói không dễ nghe một chút. Đối với một ít quý tộc, cho dù giết chết một vương tử của vương quốc so ra vẫn còn kém hơn giết chết bà Từ Tháp Đức. Thế nhưng bệ hạ Lai Sầm Đặc lại xử phạt Lôi Áo một cách nhẹ nhàng như thế, điều này khiến cho La Từ Đặc cảm giác khó tin vô cùng. Nếu không sau này còn có quý tộc đuôi mù nào muốn thử làm trò thì sao? Lai Sầm Đặc không khỏi thầm nghĩ trong lòng, quả thật là một vốn bốn lời. Chỉ có một buổi chiều, gia tộc bị phong bế hơn 10 năm của chính mình đã giải quyết được vấn đề nan giải, còn có chuyện gì sảng khoái hơn? Hết chương 242, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.